Xe tải lại là lorry ạ? Em tưởng xe tải là truck chứ ạ? À rồi, ok, bình thường mọi người hay quen truck là xe tải, còn lorry thì chưa bao giờ dùng đúng không? Ok, thì cái sự khác biệt này ấy, đơn giản là bởi vì một từ là nói theo giọng Anh, một từ nói theo giọng Anh Mỹ. Ok, rồi, vậy thì với cái từ lorry ở đây thì bản chất cái từ này nó đang là UK. Ok, nó là British accent, right? Vậy thì mình sẽ có là lorry. Thế còn bên ngược lại mọi người đã quá quen thuộc rồi thì nó sẽ là truck. Ok, rồi. Ngoài ra thì chắc là sẽ có một vài cặp từ US UK nữa mà mọi người cũng khá là quen, mọi người hay không để ý ạ. Ok, ví dụ nhá, US chúng mình sẽ có elevator, UK chúng mình sẽ có lift, US chúng mình sẽ có cookies, UK chúng mình sẽ có biscuits. Ok, ngoài ra còn có thêm những từ như là pavement.